Vừa vậy nên nó nở nữa. Đi đâu vậy chị? Chị biết sao không? Tại vì còn có con bí này vậy. Hết hết luôn đi. Dạ. Chứ không lẽ bỏ lại còn luôn. Còn có con cuối cùng. Chắc là cũng không nở lắm đâu chứ ba. Xong chưa? Xong chưa? Ủa nó chưa? Wow. Chín rồi. Dẫn đi rồi. Nóng nóng đừng khi ấy gì nóng lắm đó nghe nghe. Ủa nó ngon. Wow, ngon quá. Lùm 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 mấy cái đuổi cho mình cái. Hấp dẫn quá. Nhưng phần nó cốt nữa thôi. Chín rồi. Chín chưa? Chín rồi. Hơi hơi phải không? Hơi thì để đi mà để đi dán thôi. Wow, cho hành vô. Đây. Đợi một xíu thôi đi. Ui, nước cốt của chị ăn làm xong rồi hả chị? Hấp dẫn quá. Nó bị nghịch cái tay. Ê, đừng. Để bột năng vô, tạo cái chín. Cái độ đặc lại phải một bánh chuối nó phải đặc nữa. Xong chưa chị? Chín chưa chị? Nước cốt chín chưa? Chín rồi, chín rồi. Trời ngon quá. Bánh còn nóng hổi luôn. Vừa hỏi vừa ăn. Ừ. Còn không ăn? Đủ chưa? Được chưa? Xong. Chuẩn bị đi nha. Ừ. Rồi. Mấy cô ra mua một phát một và tập tâm liền cái bông cái mâm này. Đúng rồi. À, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị các bạn nha. Xin chào. À, các bạn ơi thì hồi sáng tới giờ đó bốn chị em tụi mình ngồi làm bánh chuối đó thì cuối cùng cũng đã làm xong rồi. Một cái xề bánh chuối cực kỳ là ngon và hấp dẫn luôn. À, công sức bốn chị em ngồi làm cặm cụi á thì ra sản phẩm thì rất là thích luôn. Lần mà mình đi bán cho các bà con, các cô bác á được thưởng thức cái món bánh chuối nha. Thì hồi hôm qua là có đốn cái buồng chuối được ba nải. Xong cái suy nghĩ hồi thôi cái mình làm cái món bánh chuối luôn. Còn đây, bánh chuối thì không thể nào thiếu một thứ đó là nước cốt dừa. Wow, nước cốt dừa trong đây có cả bột bán nữa các bạn ơi. Nó sệt sệt là gì nè, ăn với lại bánh chuối thì sẽ rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi bán thôi ngăn nha. Rồi đi thôi. Đi thôi. À, các bạn cùng với lại hai chị em tụi mình đi bán nha. Đi thôi. Đi lên nha. Đi lên. Ai bánh chuối không? Ngăn đẩy nhanh dữ ta. Giờ này đi bán cũng hơi trễ rồi hay ngăn ha. Mà không biết có ai mua bánh chuối không. Ba ba ơi, ba ba có muốn ăn bánh chuối không? Sáng giờ tụi con làm được có bao nhiêu đó. Bánh chuối, bánh chuối, bánh chuối. Mày vô nha. À, con lấy dĩa cho ba ba hay là ba ba muốn mang về? Dạ rồi. Con có hộp giấy cho bà. Này Ngân ơi, Ngân lấy cho bà đi rồi tôi trang nước cốt cho. Dạ giờ này mát rồi cô. Hết nắng rồi. Đây. Dạ con bán 6 miếng 5 ngàn. Tại vì á con cũng con với lại Ngân cũng ca anh đó. Một phần gì bác Năm muốn mua 5 ngàn hay 10 ngàn cũng có luôn. Dạ rồi, bác Năm đợi con chút xíu nha. Bác Năm có mang dĩa không? Có lấy dĩa cho nha. Gọi hồi để đây cho con là được rồi. À, mình sẽ bán 6 miếng 5 ngàn các bạn ơi. Tại vì mấy chị em cũng canh đó. Rồi suy nghĩ cả buổi không biết bán làm sao cho nó phù hợp nữa. Quyết định một hồi là 6 miếng 5 ngàn. 5 miếng thì nó nhỏ quá. Rồi đây, đây là cái phần bánh chuối nha. Bà ba con gửi nước cốt lên luôn nha bà ba. Đây nước cốt để lên. Bánh chuối ăn ngon đó là nhờ nước cốt đó các bạn. Nước cốt ngon là bánh chuối sẽ ngon à. Ôi nước cốt nóng hổi mới vừa ra lò luôn á bà. Đây một phần như vậy là 10.000 đồng thôi. Bán cho bà ba. Chúc bà ba ăn thật là ngon miệng luôn nha bà ba nha. Gà lại giùm con nha. Đây tặng bà ba cái muỗng. Tặng bà ba cái muỗng nữa đó. Dạ bánh chuối. Cái này dì Vinh ăn được nè dì Vinh. Dạ có liền. 10.000. Rồi đợi con xíu nha. Cảm ơn bà ba nha. Dạ dì Vinh 10.000. Còn bác Năm là 5.000 nữa Ngân ơi. Mình được có bao quà nải chuối chín rồi các bạn ơi. Nên là làm ra được có nhiêu đây à. Hai chị em thấy suy nghĩ thấy cũng nó ít ít á. Không biết là bán có đủ cho bà con để được hưởng thức không nữa. Rồi thôi đợi chị chút xíu nha. Rồi đủ chưa Ngân ha? Rồi đủ rồi. Ủa bác Năm, Ngân lấy cái dĩa cho bác Năm Ngân ơi. Đây con chan nước cốt lên nha. Dì Bình thích nước cốt nhiều hay nước cốt ít? Cái nước cốt này có bột bán nó ăn ngon lắm đó dì. Dì đi đâu vậy?
đi ra thăm gãy. À đi ra thăm gãy thì có hộp bánh chuối là hết sảy nha. Rồi, ra đi giùm con nha. 10.000 hết không? Dạ. Của gì nè? Đây, đây là muỗng của gì? Rồi, con cảm ơn nhiều nha. Đây, tiếp theo là một dĩa bánh chuối cho bác Năm. Đây, một dĩa bánh chuối 5.000 cho bác Năm nha. Đây, ngon quá bác Năm ơi, ngồi đây ăn luôn nha. Để con chút xíu. Quá nước cốt luôn rồi. Cái này ngon là nhờ nước cốt á. Đây, con gửi cho. Cảm ơn nha. Của Thơm 10.000 có luôn một dĩa nha. Gửi nước cốt lên. Làm dĩa luôn á. Chắc làm dĩa nữa hả bác Năm? Vậy là bác Năm khen ngon rồi, mừng quá các bạn ơi. Đây, rồi chị cảm ơn nha. Rồi, có ai bánh chuối nữa không? Không là con đi nha. Dạ rồi, chị đợi con chút xíu nha. Ép vô ngăn ơi, máy cài đến rồi. Rồi. Xe bự, xe bự. Đây. Dì mua trong hộp hay là dì ăn trong dĩa? Dì ăn trong dĩa đi cho nó ngon. À, dì mang về ha. Dạ rồi, ngăn làm cho dì một phần 10.000 nha. Dạ chút xíu hết rồi, con cảm ơn nha. Hôm nay thì chỉ tại vì có ba nải chuối à nên là tụi con làm được có nhiêu à. Dì biết con làm gì đưa cái bài chuối. Ủa vậy có luôn hả dì? Wow, vậy là mới mất phải xin dì rồi. Xin nó trước, đang dì vậy. Dạ, tại vì thấy trước nhà mình đó có cái vườn chuối của bà Út đó các bạn ơi, thấy có ba nải chuối chín ngon quá nên là mình mới hái vô mình làm á. Rồi, để nước cốt nha. Dạ, dạ đủ à. Nhà con nhiều lắm. Tụi con làm nước cốt nhiều á. Dạ, còn có nhiêu đây á. Trời ơi, sáng giờ tụi con nấu từ hồi chua tới giờ luôn á, từ hồi 2 giờ tới giờ. Mà đủ có nhiêu à? Mà đủ có nhiêu. Hai đứa này cực. Rồi, con cảm ơn nhiều nha. Phải cực sao? Bánh chuối không em ơi? Rồi, đi đây. Nghe cho chị đi. Không, không, không. Rồi, con đi đây. Con cảm ơn nha. Đi thôi, bây giờ mình sẽ đẩy lên trên mình bán tiếp nha. Một mình nó lái vậy. Bánh chuối không? Bánh Chính chuối. Ơi, con bán bánh chuối, Chính có ăn bánh chuối không? Rồi, có liền, nhanh đẩy. Xích xích qua cái chỗ này. Bánh chuối đây. Chính ơi, Chính ăn trong dĩa hả Chính? Chính cho con mượn cái dĩa đi. Có dĩa không Chính ơi, lấy dĩa đi nha, sẽ dễ hơn. Giờ này thì cũng gần chiều rồi các bạn ơi, mà cái nồi bánh chuối nó mới chín nên là bán thì cũng hơi chiều chiều rồi, thấy bà con cũng vắng á, không có đông lắm á. Cho mọi bữa là đông dữ lắm. Bánh đây, bánh đây. Để mà lấy ấy rồi. Ừ. Rồi cái bánh chuối nè, các bạn có thể thấy là khi mà có bột vô thì nó rất là gáo luôn, nhưng mà ăn ngon. Thì nó không có bị khô. Rồi cái bánh nè. Trời cắn như một cái là nó tan trong miệng liền luôn. Ngon lắm luôn á. Rất là ngon luôn. Hồi nãy ở nhà là mình đã thử một chén rồi. Bánh chuối, bánh chuối. Chính mang dĩa ra cho con dễ á. Rồi, con lấy bánh cho Chính đi. Chính mua bao nhiêu vậy Chính? Vậy là chỉ có vợ ăn thôi. Chính ăn đi, một hồi nó không Chính tiếc hồi hồi chạy theo con không kịp nè. Ừ, kêu không ăn không mới không. Dạ được. Dạ được, bà hai ơi. Bà hai cười, dạ, cái món này bà hai ăn được. Bỏ vô, bỏ vô. Rồi, con cảm ơn nha. Bà hai có ủng hộ bánh chuối tiếp con không? Ủa, bà hai không? Bánh chuối không có nước cốt, không ngon nha bà. À, rồi. Dạ. Bà hai ơi, con lấy dĩa cho bà hai nha. Dì ngăn lấy thêm, ngăn không có nước cốt thì thế một ít chuối vô cho bà hai đi. Tại bà hai hồi buổi chiều á, bà hai không dám ăn nước cốt. Người già buổi chiều ăn nước cốt không tiêu á các bạn. Bà hai ơi, Hiếm Chính trả tiền rồi. Dạ. Nhanh không? Quá nhanh, quá nguy hiểm. Dì con lấy một phần gì cho bà hai không có nước cốt nha bà hai. Rồi, cảm ơn bà hai nhiều nha. Ăn thử coi có gì góp ý nha. Rồi, tụi con đi đây. Đi thôi. Rồi, tiếp tục thôi. Ai, bánh chuối không? Bánh chuối đây. Dạ. Dạ rồi, chị ăn đậu ở đây đi. Chạy lên đây nè. Đậu ở đây đi, bắt đầu bắt mối nha. Bắt mối mua mới được. Bánh chuối không? Mãi vô, mãi vô. Em buông cho tôi để hết. Sao giờ, sao giờ? Chuối đã ra lò rồi cô ơi. Rồi. Bánh chuối rồi. Dạ có luôn. Thảo Di em muốn mua bao nhiêu? Rồi có luôn.
bánh chuối bác hai ơi. Đáng nước cốt hú hồn chưa? Luôn, ngon quá. Luôn. Mở ra. Bán 5 ngàn cô cảm. Dạ có luôn năm ơi. Để vô vậy đó hả? Dạ. Làm lá. Bỏ vô trong bọc cái lá vậy. Con muốn làm lá lắm mà tại vì tụi con không có thời gian á. Chứ không làm bánh chuối này mà ăn trong lá chuối nữa là còn cái gì bằng nữa. Thôi mày lấy tao 10 ngàn. Thôi mày lấy tao 10 ngàn luôn ha. Chị là thấy ngon quá lấy 10 ngàn luôn. Rồi để tao thấy 5 ngàn vô chung đó nó ít quá. Ít quá ha. Ít quá. Vậy lấy 10 ngàn. Thì là lấy 10 ngàn. Lấy 10 ngàn luôn. À lý do hay quá. Đừng 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 đừng. Ủa em nè hả Phi. Cảm ơn em. 5 ngàn luôn. Thôi, dạ hết là 5 ngàn. Dạ có người trả luôn rồi, không cần phải trả luôn. Sướng quá trời luôn. Đây là hộp 10 ngàn. Ủa, đụng cái đó đổ để nước cốt rồi. 5 ngàn, cái mà mua 10 ngàn sao không hết rồi. Dạ hết. Rồi em đem về ăn cũng hết. Trời ơi, mua về. Con thấy gia đình bác hai á. Hết. Ăn rồi xong rồi ghiền mua thêm nữa. Dạ dạ dạ. Rám ghiền người ta. Cầm giùm con ship lại giùm con cái nha hai. Tao của ta đâu. Đây, của năm đây. Hai người đi chung, người có trước, người có sau. Bán ra mua con. Nghe tiếng mà sao không thấy hình vậy con? Mẹ nó đi chung. Dạ hết rồi. Từ hồi chưa tới giờ mà người có bao nhiêu đó hả? Hảo, tím liệm, tìm sim. Hậu 5k. Năm ơi, đóng cái hộp lại giùm con nha. Cắt dạ, con cảm ơn. Giờ về mấy ngày lâu lâu mới gặp lần mà kiếm chuyện nữa. Gặp bà là tôi không ham. Không ưa. Ừ, không ưa gặp hoài. Ừ, cái xóm này nhiều người tôi không ưa lắm. Chọc hoài. Đây, cái này của cô Năm. Cô Hậu 5 ngàn, đây. Hậu đi cắt cỏ hả? Dạ. Anh lấy cái này tôi đưa cho Năm cho. Rồi, đây, thêm một hộp nữa nha. Hình như ở trong nhà có ai kêu hay vậy tơi. Con bé em mua bánh chuối hả? Rồi. Em mua bao nhiêu? Cái hộp này á nó chống thấm á nó không có bị ướt á. 5 ngàn. 5 ngàn đi con, 5 ngàn đi. Nè Hậu ơi con cảm ơn nhiều nha. Bánh chuối đây, chú Tấn ơi bánh chuối không? Mãi vô bánh chuối ngon lắm. Nước cốt dừa bột bán. Trời ơi. Nhìn là thấy thèm luôn. Trời gì bán vậy trời. Thôi, cho là lỗ dữ lắm luôn, không cho được phải bán thôi. Cho dạ không cho. Chút nữa cuối phải trở lại xin. À vậy đó hả? Vậy chị mua với đúng giờ này phải cho chứ bán vốn liếm sẵn rồi. Ồ nãy giờ con mới bán à chứ không có bán lâu đâu. Thôi bán hộp đi. 10 ngàn hay 5 ngàn vậy chú? Bây giờ thấy ông mới con bán người ta nhiêu bán cho chú nhiêu thôi. Dạ chú tùy chú muốn ăn bao nhiêu á? Bao nhiêu? Vì bán 2 ngàn thôi. Hai ngàn hả? Hai ngàn ta bằng được cái hộp này rồi. Cái hộp của tôi con không bán 2 ngàn rồi đó. Chú 10 ngàn đi. Hả? 10 ngàn đi. Rồi. 10 ngàn nha. Ok là cái gì vậy? Bà Tư ơi bánh chuối bà Tư ăn được đó bà Tư. Ăn được nè. Bán rồi đều đừng tức cốt. À, rồi. Thêm một người nữa rồi. Được cốt nhiều rồi nha. Không. Tại buổi chiều á nên là bà không dám ăn. Kè người nữa cậu trận ơi. Rồi, đây. Vậy bà Tư có muốn để nước cốt riêng không? Bé. Dạ đủ. Trời. Dạ đủ, ngăn lấy đủ, chú yên tâm. Lấy đủ. 2 ngàn đó, hết mùa rồi đó. Đứng một hơi xin hết chùm ta đi mẹ. Vậy dạ, cái nào cũng vậy hết trơn. Chịu nổi khỏe không? Ủa tôi không phải nước cốt hả? Không bận chừng á. Trời ơi, ông kêu nhỏ bận dĩa rồi đó. Của chú nè chú. Con cảm ơn nghe chú Tư. Lấy con ra, cái dĩa là dư. Cái này hả nha? Cái dĩa nữa hả? Đó là chai. Nhưng mà có tiền á con. Ngân ơi, Ngân thấy thêm một ít cho bà Tư đi. Tại bà Tư không lấy nước cốt quá nên là lấy thêm bánh cho bà Tư. Rồi. Tại bà Tư không ăn nước cốt nên là dư con sẽ lấy bánh thêm. Đây, bà cầm giùm con nha, con lấy cái muỗng cho. Nè bà Tư. Cái thổ tiền mà tính giọt rồi đó. Dễ gì giọt. Con cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, có luôn. Cho con bé. Nước cốt quá trời luôn á. Rồi, cho chị xin tiền đi. Đây, chị cảm ơn em nhiều nha. Rồi. Hai cái muỗng rồi chị cho em rồi chị cho em 2 cái muỗng đó. Cảm ơn em nha. Dạ con
mình chỉ còn lại một ít nữa thôi là hết rồi các bạn ơi. Ước gì cái buồng chuối nó có thể ra thêm nhiều nải chuối nữa để mà mình có thể bán được nhiều hơn. Tại vì nó chín có 3 nải à, nên là làm được có nhiều chuối à, bán mà không có đã tay hết trơn á. Mới đi tới đây là muốn hết rồi. Mình nghĩ là bà Hai Lợi là sẽ hết đó, các bạn có tin điều đó không? Ví dụ mà giờ con còn có 10 ngàn. Ừ, 10 ngàn của 10 ngàn. Rồi, hết rồi. Chú ơi, bà Hai ăn thử coi nhận xét cho tụi con nha. 15 ngàn nào ơi. Vậy là bà Hai bán như là có lời luôn ha bà Hai ha. Mua của tụi con 10 ngàn bán kia 15 ngàn. Quá lời luôn. Dạ, con cảm ơn. Bà Hai ăn nước cốt nhiều không? Có rồi, cho nhiều. Thôi, vậy là con nói ha, là cái này là gọi là sao ta, cái gì nè, cái gì nè bà Hai, giàu út ăn à, giàu út ăn nghèo út chịu nè. Trời, quá đã luôn. Vừa nó nói vậy chứ chừa lại ăn cơm ăn luôn rồi thiệt. Các bạn ơi, cái hộp này nè, ai mà được phút chót ha là rất là thích luôn nha. Hộp này quá trời to luôn và ngon nữa. Ôi, nhìn thấy thèm luôn á bà Hai. Còn hai miếng nha. Còn hai miếng thì cho hắn mình, hai miếng hủ cho hai mình luôn hả? Ừ, của bà Hai nè. Ở trên gió dưới gió chịu không nổi mà nổi vô nè. Rồi, con cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn. À, còn được hai miếng hai chị em tụi mình sẽ ăn thử coi nó như thế nào nha các bạn, mặc dù nãy ăn rồi. Tiếp tục thôi. Tỏi. Hả? Ăn luôn đi. Nhưng mà không có nước cốt. Ăn luôn đi. Không chịu, có nước cốt mới chịu. Ơi, cái bánh chuối này à, là phải nhờ cái nước cốt mà. Nha. À, Ngăn mà bỏ qua nước cốt là không được đâu Ngăn ơi. Mình phải chan nó như thế này nè, ăn nó mới ngon. Chan vừa vừa thôi. Nè mà các bạn đi. Đây, xin mời tất cả cô chú, anh chị các bạn cùng ăn bánh chuối nha. Sao vậy ta? Nếu mà ăn như thế này thì nó hơi to thì nó cũng hơi kỳ á, chứ thiệt ra ăn bánh chuối là phải bỏ nguyên một miếng vô trong miệng nó mới ngon. Đúng rồi, muốn cắn lắm á. Ngon y chang lúc nãy ăn luôn. Cái bánh thì nó dai dai, nó có mùi chuối rất là nhiều, tại vì nãy mình để nhiều chuối lắm. Ngoài ra thì còn có nước cốt nè, béo béo nè, rồi thêm bột bán nữa, rồi có cái vị hơi mặn mặn nhẹ nữa. Ngon quá à. Ngon ha. Nó ngon hơn lúc nãy nhiều. Tại vì nãy giờ vận động với nói chuyện nhiều quá. Xong cái hồi nãy bánh mà hồi nãy lúc mà mình ăn mà thử lúc đầu á, tiêu quá hết trơn rồi. Đúng rồi, thôi mình về. Về. Mình đi về thôi. Chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm vì đã theo dõi mấy chị em tụi mình buôn bán ngày hôm nay nha. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn, mình đi về nha. Xin chào tạm biệt. Đi về thôi. Các bạn giữ sức khỏe, nhớ đeo khẩu trang thường xuyên nha. Nhớ đeo khẩu trang thường xuyên.